Dây nguội, đây là dây nóng. Các bạn thấy không? Dây nguội nè, dây nguội không kêu nha. Dây nguội không kêu, dây nóng kêu. Thấy không? Quấn như nãy đi ha, dây đồng. Nó sẽ tốt hơn là cái sợi dây dây nhôm. Đèn sáng và chuông kêu. Bên đây không kêu. Bây giờ mình đảo cọc lại nha. Đảo cọc lại. Và đèn sáng lên. Bên đây không kêu. Bên đây kêu. Đầu tiên là cái cuộn dây đi vào cực B của con tăng sitor.